Mô hình bác sĩ gia đình là mô hình đầu tiên của tỉnh Sơn La được Trung tâm Y tế huyện Mộc Châu triển khai thí điểm trên địa bàn thị trấn Mộc Châu và xã Nà Mường. Sau 4 tháng triển khai đã cho thấy kết quả bước đầu tích cực và tạo được sự đồng thuận cao từ nhân dân, nhất là đối với những đối tượng được thụ hưởng lợi ích từ mô hình. Nhiều năm nay, bà Đỗ Thị Hoan ở bản Đoàn Kết, xã Nà Mường, huyện Mộc Châu phải thường xuyên đi khám tại các bệnh viện trên địa bàn huyện và bệnh viện tuyến trung ương. Mỗi lần đi khám mất rất nhiều thời gian và chi phí. Từ khi mô hình bác sĩ gia đình triển khai tại bản, bà đã được khám sàng lọc, được tư vấn và điều trị bệnh tại chỗ. Hơn ai hết, bà thấu hiểu được ý nghĩa và lợi ích của mô hình mang lại. Bây giờ là Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến sức khỏe của người già. Thế là trước hết là bà là cũng là tuổi già ở đây. Nhưng bà thấy là mô hình ở đây nói chung là thứ nhất là xã ở đây này, thứ hai nữa là huyện, thứ ba là tỉnh, các cơ quan đoàn thể nói chung là quan tâm đến cái ngành nghề chăm sóc sức khỏe và nhất là nghề của các tuổi cao sức yếu. Không chỉ có những người cao tuổi và người có công được khám tập trung tại trạm y tế, mô hình còn thành lập các tổ công tác phụ trách từng khu vực đến từng hộ gia đình để tư vấn, khám sàng lọc, chẩn đoán, hướng dẫn cho người dân chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình. Cách làm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là đối với những trường hợp già yếu, ốm đau bệnh tật, đi lại khó khăn. Tôi vì bệnh xương khớp không đi lại được, cho nên là ít khi lên bệnh viện để khám. Mấy 2-3 năm nay bây giờ có trung tâm y tế, có bác sĩ gia đình đến chăm sóc sức khỏe, chúng tôi thấy rất yên tâm. Mô hình bác sĩ gia đình là mô hình mới, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng các y bác sĩ thực hiện mô hình luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, đồng thời xác định rõ mục tiêu phải gắn chặt với dân, gần dân, xuất phát từ nhu cầu lợi ích của người dân, từ đó mới có thể giúp thầy thuốc nắm bắt rõ từng người bệnh trong từng hoàn cảnh gia đình và xác định vấn đề sức khỏe của người bệnh để có kế hoạch điều trị phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Chúng tôi cũng được sự đồng tình ủng hộ của các cụ tại tiểu khu 2. Thì chúng tôi vừa động viên tinh thần chúng tôi để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi đến các cụ cũng rất là nhiệt tình. Qua những lần thăm khám thì chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn các hộ các cụ là phát hiện những cái bệnh mà phát hiện mới ngoài những cái bệnh mà các cụ đã mắc phải rồi để điều trị cái bệnh mà các cụ mới phát hiện trong tháng. Để mô hình thành công, ngay từ khi mới triển khai, Trung tâm Y tế huyện Mộc Châu đã hoàn thiện quy trình khám và tổ chức khám tập trung hoặc khám tại nhà một lần một tháng. Sau 4 tháng triển khai, mô hình đã tiếp nhận được 560 lượt người bệnh đến tư vấn khám chữa bệnh. Mô hình bác sĩ gia đình là một cái mô hình mà rất hay, đã áp dụng ở các cái nước phát triển như Mỹ, Canada và tại Việt Nam thì cũng đã một số tỉnh đã triển khai cái mô hình này. Và đặc biệt là trong cái dịp đại dịch Covid vừa qua thì nhu cầu khám chữa bệnh, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho gia đình, đặc biệt là cho trẻ em và người cao tuổi ngày càng tăng. Và trong cái thời gian tới, khi mà chúng tôi rút kinh nghiệm thì sẽ nhân rộng cái mô hình này ra toàn bộ các xã thị trấn trên địa bàn huyện Mộc Châu. Mô hình bác sĩ gia đình tại Mộc Châu bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, nhất là đã giúp kiểm soát tốt tình trạng bệnh tật, giảm thiểu các bệnh nặng, đặc biệt là giảm sức ép đối với các bệnh viện tuyến trên.